đâu mỗi hàm phải, vậy phải nằm như thế nào? Và có lý do gì về mặt y học sinh học mà Đức Phật đề nghị chúng ta nên nằm ngủ theo tư thế đó hay không? Thôi bây giờ sư nói cái kinh nghiệm của sư đi. Đầu tiên á là mới đầu thì có lẽ là nó không có quen, nhưng mà nằm riết nó quen thôi, nằm riết nó quen chứ không phải cái gì mà nó ghê gớm, nó kinh khủng đâu. Nằm ở bên phải, nằm nằm riết thì tự nhiên là nó quen à. Lúc đó tự nhiên nằm mà nghi nằm ngửa thì nó cũng kỳ, mà nằm bên trái nó cũng kỳ. Lúc đó là tự nhiên là mình lại quen nằm bên phải. Và nếu như mà quý vị muốn gối đầu á thì nó như thế này. Mới đầu thì quý vị có thể nằm để cái tay lót như vậy cũng được, còn không thì quý vị có thể để cái tay ra, duỗi thẳng cái tay, cái là nằm nghiêng như vậy đó, nằm nghiêng và duỗi thẳng cái tay, nằm nghiêng duỗi thẳng cái tay để chi? Để nó giữ thăng bằng cho cơ thể đó. Tại vì nằm nghiêng á, cái sự diện tích tiếp xúc của mình đối với cái mặt phẳng nó không có nhiều, cho nên là nhiều vị có thể là mất thăng bằng thì có thể để cái tay ha, nằm như vậy, để cái tay đằng trước để nó giữ giữ thăng bằng, nó nằm nghiêng giữ thăng bằng như vậy cũng không sao hết. Rồi chân á, thì chân này nó gác lên chân kia, gác chéo lên nhau. Gối đầu thì gối làm sao nó vừa phải thôi, đừng có thấp quá cũng đừng có cao quá, gối làm sao mà nó vừa phải đó. Thì khi khi đó thì quý vị nằm một thời gian nó sẽ quen à, chứ không có gì mà nó gọi là không có làm được, là thời gian nó quen thôi. Còn quý vị mà nằm mà khó chịu gọi là đau mỏi hàm thì coi lại, có thể là cái gối nó quá cao hoặc quá thấp, tức là cái gối nó không có phù hợp để cho cái xương của mình ấy, nó không có thẳng. Quý vị có thể xem một vài cái hình ảnh để sư coi coi nó có hay không. Nè. Nằm nghiêng bên phải đó thì nó sẽ tốt hơn. Đức Phật đề nghị nằm nghiêng bên phải. Coi nó có thật. Quý vị tìm thì nó có. Đức Phật thì đề nghị nghiêng bên phải, còn thiên hạ thì đề nghị nghiêng bên trái. Nó có vấn đề. Thôi thì sư mở cái hình để cho quý vị xem. Mở cái hình cho quý vị xem. Đó là nằm. Sao quý vị có thể gỡ gõ Google nó cũng ra. Đấy. Tức là mình nằm như thế nào đó để mà cái xương cột sống của mình á, nó tương đối nó thẳng ha, nó tương đối nó thẳng. Còn cái chuyện mà nghiêng bên phải hay nghiêng bên trái á, thì nó như thế này. Trong một bài kinh ấy, Đức Phật nói là cái người á mà nặng về dục á thì họ ưa nằm bên trái. Còn cái người mà ly dục á thì họ nằm nghiêng bên phải. Cho nên không có lạ gì, sư nói không có lạ gì mà thế gian họ lại ưa, họ nếu có ai đó khuyên nằm bên trái thì cũng không có lạ. Bởi vì thế gian vốn dĩ là một thế gian thích hưởng dục. Còn cái chuyện khoa học á thì sư không có rành, sư không không có rành. Mà Đức Phật thì nằm khuyên nằm nghiêng bên phải. Và chúng ta để như thế nào đó để cái cuộc sống chúng ta thẳng là được. Và đối với những người mà thực hành nằm nghiêng bên phải đó thì nó có một cái lợi thế như thế này nè. Tức là vị ấy ngủ nó không có bị mê. Tức là nếu như chúng ta muốn ngủ mà nó thức dậy dễ dàng á thì nằm nghiêng bên phải nó sẽ có lợi hơn. Còn nằm ngửa đó thì nó dễ bị ngủ mê, thứ nhất là ngủ quên. Cái thứ hai ấy là ngủ nó bị cái tình trạng nó giả dụi. Thì cái này là cái kinh nghiệm ha, kinh nghiệm cá nhân.